hôm nay còn ông nào ngoại đạo, ông nào xì ke ma túy lên hết đây để làm chứng cho Chúa. Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con là Giuse Lê Anh Thọ. Dạ, con hồi trước con khô khan lắm. Dạ, con bị bắt, con cũng chưa biết lòng Chúa thương xót là như thế nào. Và con được một người bạn của con là ở Gia Lai á, mà bạn đó là người ngoại đạo, là lấy chồng theo đạo đó. Bạn gái? Dạ, người bạn của con thôi. Bạn là con gái hay con trai? Con gái ạ. Dạ. Cái con thì cũng con hay lên mạng, nhưng mà con thấy cái video phát trực tiếp của cha đó, nhưng mà con nhiều khi con cũng chỉ lướt qua thôi, con không có vào xem. Cái con, các bạn con mới chia sẻ cho con là anh ấy bảo anh xem đi làm Chúa thương xót, rồi anh đến giáo điểm anh xin cha cầu nguyện cho em, tại vì bạn con là dạ có đạo mà theo đạo, nhưng mà chồng thì cũng không có đạo. Dạ. Xong rồi bạn con thì sanh bé 6 tháng mà hai bé trai sinh đôi, mà được có 7 lạng hả ba? 7 lạng một đứa hay 7 lạng hai đứa? Hai đứa mỗi đứa 7 lạng. Hai đứa mỗi đứa 7 lạng mà sinh đúng ngày hay là thiếu tháng? Dạ thiếu tháng chứ. Có 6 tháng mấy là già. Dạ. Cái xong rồi con cũng lần đầu tiên con đến đây. Cũng mà con cách đây con biết trà đây được cũng được 2 tháng thôi. Giờ hơn 2 tháng con đến lần đầu tiên con cũng xin, và con cũng xin cho bạn của con nữa, tại vì con ăn không được, con bị mỡ trong gan, với lại bị bao tử, bị viêm, con ăn không được. Hồi đó con 60 mấy ký, con 63, nhưng con ăn không được, con suốt con còn có 50 mấy, 2 năm 2 3 ký, con có còn nửa như vậy à. Xong rồi cái con lên đây con xin, nhưng mà Chúa vẫn thử thách con. Lần đầu Chúa chưa thử, tại vì Chúa đang thử thách con lòng kiên nhẫn và chịu đựng và kiên trì của con. Mà lần thứ hai Chúa chạm đến con rồi, Chúa chữa lành cho con. Bây giờ bình thường hồi trước con ăn một chén cơm của con là 15 phút. Dạ, một ngày con ăn cho không tới được 2 chén, 3 bữa mà không được 2 chén, mà bây giờ cứ một bữa con ăn được 3 chén. Dạ con tại. Dạ con. Nếu bạn mà hai đứa 7 lạng như sau. Dạ bây giờ vẫn đang nuôi ở trong lồng kính bệnh viện đấy cha. Dạ. Vẫn còn đang nuôi trong đấy. Rồi đó con được ơn như vậy là con có báo cho nó biết không? Dạ con chưa. Vâng. Rồi. Nhưng mà bạn con mà muốn làm cái coi thì con vẫn thấy bạn con. Rồi bây giờ con cảm giác của con lần đầu tiên khi mà con đến đây từ ngoài Gia Lai, con đến đây thì con thấy thế nào? Bạn con ở Gia Lai, còn con ở Đồng Nai chứ ạ. Dạ. Thì con đến đây thì con thấy thế nào? Con thấy được Chúa an ủi con. Dạ, con tạ ơn Chúa. Chúa. Hallelujah. Thì chị em, chúng ta thấy con đường vòng của Chúa. Chúa gọi Andre, gọi Simon. Rồi qua Andre, qua Simon, là Andre Simon mới đi giới thiệu Chúa cho những người khác, những tông đồ khác. Rồi những tông đồ khác mới đến mà đi theo Chúa. Anh bạn này cũng thế. Chúa đáng lẽ ở Đồng Nai với Gia Lai, chỗ nào gần, chỗ nào xa? Đồng Nai, Đồng Nai xa à? Chỗ nào gần? Đồng Nai gần, đáng lẽ anh Đồng Nai anh phải giới thiệu với Gia Lai, phải không? Mà đây lại nhờ một cái người Gia Lai từ xa giới thiệu cho một người Đồng Nai gần. Đó là một điểm. Cái thứ hai, đáng lẽ là người đọc gốc giới thiệu cho người đọc mới, đúng không? Còn đây là cái cô bạn ấy là đọc mới mà lại giới thiệu cho anh là đạo gốc biết về Chúa. Anh chị thấy nó có ngược đời không? Rồi cái ngược đời thứ ba nữa là cô bạn ấy là giới thiệu anh, rồi nhờ anh cầu nguyện cho cô bạn ấy có hai đứa con sinh đôi 16 tháng và 7 lạng. Thì anh chàng này mới đến vì để cầu nguyện cho cô bạn, nhưng mà cũng cầu nguyện cho chính mình. Và cái cô bạn ấy giới thiệu anh này đến và Chúa chữa cho cái anh này được lành bệnh bao tử và gan nhiễm mỡ, để bây giờ anh ấy không còn là 52 ký mà khỏe mạnh được như bây giờ và ăn uống được như bây giờ.
chúng ta thấy con đường của Chúa làm không? Cho nên Chúa nhờ người này, nhờ người kia để làm công việc của Chúa. Chúa nhờ người này, người kia để cứu chữa mình mà có khi mình không biết. Cũng như là có khi tôi rất là đau ốm bệnh tật, nhưng mà Chúa lại nhờ cái bàn tay của tôi bảo con cứ đặt tay cầu nguyện đi rồi tao chữa lành cho chúng nó. Để cho anh chị em thấy rằng là việc chữa lành là việc của Chúa chứ không phải là việc của tôi. Tại vì nếu mà tôi phải khỏe, nếu mà nguyên tắc là anh phải khỏe thì mới làm cứu giúp người khác được. Đây là một con người chả có khỏe mạnh gì cả, vậy mà Chúa dùng để cứu chữa anh chị em. Một con người chẳng có đạo đức tốt lành gì cả mà Chúa dùng để đi loan truyền lòng thương xót Chúa, làm chứng cho mọi người đến với lòng thương xót Chúa. Tôi chẳng có đạo đức, tôi chẳng có vị vọng, tôi chẳng có đạo mạo. Ngày hôm qua mấy anh em ca đoàn, mấy ông chùm ban hành giáo trật tự giết đến để may đo mỗi ngày một bộ đồng phục để lễ Giáng sinh này mỗi anh em mặc rước Chúa hài đồng cho nó trang trọng một chút, và nó bệ lạc quá thì cũng kỳ, cũng phải có một tí xíu nào đó để mà trân trọng trang trọng Chúa. Cứ xếp hàng may đến 9 giờ đo, đến 9 giờ tối nó hỏi con trai sao cha có đo không? Bảo ta không có đo. Bảo sao vậy? Tại tao đo tao không mặc được. Bảo sao vậy? Tao mặc quần áo mới tao khó chịu lắm, nhất là bắt cho mặc cái áo sơ mi như cái anh quay phim kia mà bỏ vào thùng như kia thì tôi chịu không nổi. Anh đến đây lần đầu tiên thấy tôi mặc xà lỏng hay quần dài. Nhưng mà quần dài sai rồi. Anh mà đến thấy tôi mặc quần dài là sai rồi. Anh đã gặp ông nào chứ không phải gặp tôi. Tôi một là quần xà lỏng, hay là mặc áo lễ. Đúng không? Chứ tôi không bao giờ tôi mặc quần dài, anh xem thấy toàn là đi hót rác, toàn là đi bốc phân, với lại toàn là đi moi cống cống, không mặc quần dài cái gì. Cho nên thưa anh chị em, có nhiều người đến đây cứ bị lầm, cứ đi tìm cái ông áo mão cân đai, đi tìm cha Long áo mão cân đai, đi vào trong cái nơi sang trọng tìm kiếm mà không có. Cái thằng nó đang đứng hót rác góc kia kìa, nó đó. Bây giờ anh đem cái máy 365 bài giảng này, có cách nào anh gửi cho cái cô bạn ngoài Gia Lai của anh nha. Rồi cảm ơn cô bạn ấy, và đi tặng luôn cho cô ấy, gửi cho cô ấy cái quạt này nha. Được chưa? Rồi, anh có máy 365 bài giảng chưa? Có rồi phải không? Đây là móc khóa lòng thương xót Chúa cho anh. Xin Chúa chúc lành cho anh. Còn có một người bạn ngoài Hà Nội ấy, mà năm nay 29 tuổi, mà trong 29 năm thì hậu môn không có, phải hậu môn nhân tạo ở ngoài cha 29 năm, rất là đau đớn. Dạ, con gái ạ, anh em Nguyễn Thị Thủy. Dạ, mời con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho bạn con. Dạ. Rồi bây giờ xin anh gửi cho cái cô không có hậu môn đó cho tôi một cái máy 365 dòng máy lặng được không? Nha, để chúng tôi cầu nguyện cho cô ấy nha. 29 năm anh xem tưởng tượng cái đau khổ như thế nào. Một người phụ nữ 29 năm đau khổ không? Đau khổ lắm. Còn cái ông nào xì ke ma túy đâu?